Ba mà chụp nên cho mỗi năng mê riêng tỷ bấy nì dây bì Green Grow for Sustainable hay nên không bắt 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 tới Campuchia bà dương chẳng Development in Cambodia chẳng không cả áp bí vọt bắt tới Campuchia dương hay thả tá bắt tới Campuchia dương bản rùm chùm này nè không cả tụp skát tờ lờ bà nhà cả áp bí vọt lờ Green năng dương mạch là ba chẳng dương mơ tăng ọc nế nè không chapter này. Bà chấm bua chapter content bà content tìm mối dạy bì introduction to tớ bẹp bọn nè chùm mùi nâng bà thị Campuchia tìm bì environment hay legal framework chùm mùi nâng tìm bấy climate change hay tìm buôn national green grow hay chẳng bì buôn pram rô hốt tà đà bầm bà chân nội nè nông mê riêng tí bầm tí bay nè bà chẳng nhầm sân khai bà nâng hay dương chạp chô đó cho nó nhìn mùi bà. Ok chẳng cho nói tí mùi cư dương nì dây bí introduction bà introduction chẳng introduction là trong chapter 1 cư xâm đáy tờ lỡ ca nè nè nóm về nì dây bí bánh hà tu tớ bà bọn nè cho mùi nâng climate change bà climate change issue bánh hà bà chôm bà bọn cho mùi nâng ca plap đô ca thiệt chẳng xâm đáy tờ lỡ ấy xâm đáy tờ lỡ nè global warming nè bà bọn nè cho mùi nâng bánh hà ca thiệt đại thua ở chà tờ bố tờ lỡ ca thiệt tiếng sắc cỏ nè increase temperature thua ở cầm nán xây tăng là biết cao lớn đại thua ở bị phục lũng lên vò mới về càng đại cái đau từ nè heat wave nè drought nè kru rèn sngút sea level rise nè cầm rắt này tắc dụng sự một việc cần cao lần nên khả năng bây đại dương kết hạ cầm đại cần là kháng vừa chạy sẽ đáy nơi không nơi lớp phản đầy bà đại mạng tắc nên ta có cứ vì tràn chiến phục phản đầy bà ta lớp tay đầy riêng tay đầy nè chẳng là bây đại vì miên cầm đại cần là kháng vừa ở nì vô tắc sự một nâng cần là kháng đại sao ấy bà nì vô tắc sự một cao lần cứ sợ bây cho mỗi nâng cầm đại lần kháng đại sao thế miền ca rồi lia nơi tiếng ta cỏ nơi đầm bòn ta chạy bà ta đầm bòn đại miền cỏ xem xét chẳng biết ban lia cầm đại can kháng vừa ở ta cỏ can đại rồi lia rồi nivô tắc sớm mất cứ can là chẳng tắc ba đại màn tắc nơi lớp tay đấy việc can đại can là cụ tay nè ní chỉ cho nói mối đại rôm bơ chôm bà cho nên tiếp increase nè salinity shortage of fresh water nè chấp đam cắt bật thôi chập làm khoác khà từ lửa tắt nè tắt prapra nè ice melting nè flood solid soils nè soil degradation chụp mũi nâng warm out of soil fertilizer chẳng bẹp bọn nè chụp mũi tầng ăn ấy cứ sắt ta chia cả ta để chặt được bùn từ lửa thoa một chuyện và tăng pì tắt chụp nôn tăng pì acid tăng pì ấy cả lang tầng ăn nè nè chỉ chia đấy vừa ở bảy hà bạc bò từ lửa thành lập hiệp này tại đây ok chẳng hạn năng lượng nó cứ bắt bón ngôn mệt tên xem rạp bà tê tu tớ nè tự tu tăng bị phục lốt để kế do chất thuộc đặc ok chẳng nói bà tốt mùi tiết bẹp bón nê cho mùi nâng sắc cầm ở phía bản nô cho mùi nâng natural nè humanity activity and natural disaster posting major concern and challenge chẳng rõ sắc cầm ở phía cho mùi nâng kru thoa mà chết nâng bản phư ỏi cả làng tên nâng bánh hà bà chôm chỉ chân ná bẹp bọn cho mùi nâng bánh hà sẽ cầm phim nụ đại nhóm bàn đi giấy bẹp bọn nê cho mùi nâng mê rinh tìm mùi bì sẽ cầm phim đi cả bị vọt bà tế bì sẽ cầm phim đại mà nụ quạt phứ đồng nạ ca nâng nông ca rù nâu bà chăm thằng ngày cứ sách ra chi tùng bơ tiền lại ná đại bạp bò tà lỡ thoa mà chết hay vì ai bằng co ỏi tới chứ kru thoa mà chết nâng á chứng ai lẽ cả nè, bà con mối tiết cứ bẹp con kia chuẩn mới nhé nè, insecurity of food, nó bây đại miên, bánh hà nó vừa ỏi, nè, bánh hà mối chuẩn nón cả hàng tam giả hà, hà coi chỉ á, bánh hà mối energy, nè tham một bốn, sinh từ cái chế rành thô có bà con, chứng cả nè bây đại miên, kêu rèn ngút, scam phim nô cả láng vừa ỏi, bơ chôm. Tờ lời tất cả ta tất cả này. Social instability
instability ណា បញ្ហា សង្គម ហើយ ជាមួយ នឹង សង្គម ដែល គ្មាន ស្ថិរភាព loss ecology balance ណា for both developing country ទាំង អស់ អញ្ចឹង ខណៈ ពេល ដែល មាន បញ្ហា នឹង កើត ឡើង វា ធ្វើ ឲ្យ ប្រព័ន្ធ ecology នឹង កាន់ តែ ថយ ចុះ ដែល ធ្វើ ឲ្យ ពុំ មាន ភាព ស្មើ គ្នា រវាង ប្រទេស អភិវឌ្ឍ និង ប្រទេស ភិវឌ្ឍ កំពុង អភិវឌ្ឍ ចឹង និយាយ រួម គឺ សកម្មភាព ជាមួយ នឹង ទាំង វើ ទាំង អស់ របស់ មនុស្ស នឹង គឺ ជា កត្តា ដែល ប្រឈម ជាមួយ នឹង គ្រោះ ធម្មជាតិ ណា ដែល ប្រឈម ធម្មជាតិ បើ យើង និយាយ ពី ការ សង់ អគារ នឹង គឺ យើង ជីក ដី ណា ទម្លុះ ទម្លាយ ដី ណា ការ ជីក រ៉ែ អា នឹង សិត តែ ជា រឿង ប៉ះពាល់ ទៅ លើ ធម្មជាតិ ហើយ បាទ ព្រោះ នៅ ក្នុង ប្រទេស មួយ ចំនួន ដែល គេ អភិវឌ្ឍ ដែល គេ ប្រទេស គេ ជឿន លឿន នឹង ធនធាន ធម្មជាតិ របស់ គេ គឺ គេ មិន បាន យក ទេ បាទ គេ អភិវឌ្ឍ នៅ នឹង កន្លែង បាទ បើ និយាយ ពី ដូច ប្រទេស អូស្ត្រាលី ដែល តាម អ្វី ដែល ខ្ញុំ ដឹង តាម ការ ស្រាវ ជ្រាវ តាម ការ អាន អត្ថបទ ដែល ផ្សេង ផ្សេង គឺ សង្កេត ឃើញ ថា នៅ ប្រទេស អូស្ត្រាលី គឺ ប្រព័ន្ធ ប្រភព ធម្មជាតិ របស់ វា គឺ ច្រើន មែនទែន ប្រទេស ហ្នឹង ណា បាទ ប្រទេស ដែល គេ សង្កត់ សម្គាល់ មើល ប្រព័ន្ធ ធនធាន ធម្មជាតិ នៅ ក្នុង ប្រទេស អូស្ត្រាលី ហ្នឹង ហើយ សួរ ថា តើ ប្រទេស អូស្ត្រាលី គាត់ រស់ នៅ យ៉ាង ម៉េច ហើយ គាត់ ព្យាយាម ស្វែង រក ដែរ អញ្ចឹង គាត់ ប្រើ ធនធាន ហ្នឹង គាត់ ប្រើ ធនធាន ដែល មាន ស្រាប់ ដែល មាន នៅ ហ្នឹង គឺ គាត់ ច្នៃ គ្រប់ មធ្យោបាយ ទាំង អស់ បាទ ច្នៃ ដែល អាច ធ្វើ ទៅ បាន ដោយ គាត់ មិន ជីក មិន ទទួល ផល ពី ធម្មជាតិ ហ្នឹង ទេ ព្រោះ គាត់ គិត ពី បញ្ហា នៃ ការ ប្រើប្រាស់ បញ្ហា នៃ កត្តា ប្រឈម ជុំ វិញ បញ្ហា ដែល គាត់ អភិវឌ្ឍ ដែល គាត់ ជីក យក រ៉ែ ដែល គាត់ ជីក យក ធនធាន ធម្មជាតិ ទាំង អស់ ហ្នឹង អា ហ្នឹង ដែល ជា ចំណុច មួយ ដែល គាត់ ពិចារណា ហើយ គិត ទៅ លើ sustainability នឹង ឯង អូខេ ហើយ ចំណុច បន្ត បាទ ចំណុច បន្ត ពាក់ព័ន្ធ គ្នា ជាមួយ នឹង នេះ potential use of natural resource អា ហ្នឹង ដូច ដែល ខ្ញុំ បាន បង្ហាញ មិញ និយាយ ពី រឿង ប្រទេស អូស្ត្រាលី ហ្នឹង អញ្ចឹង នេះ ជា លក្ខណៈ នៃ ការ ដែល គាត់ ប្រើ ធនធាន ធម្មជាតិ របស់ គាត់ នឹង ឲ្យ មាន សក្តានុ ពល បាទ ឲ្យ ត្រូវ តាម កម្រិត តាម ស្តង់ដារ ព្រោះ ថា តើ រយៈ ពេល គាត់ ប្រមាណ ប្រមូល ធម្មជាតិ របស់ គាត់ យក ទៅ ផលិត យក ទៅ កែ ច្នៃ ណា ឬ ក៏ គាត់ ទទួល ផល ពី ធម្មជាតិ របស់ គាត់ នឹង កម្រិត ណា អញ្ចឹង គាត់ អាច យក មក ច្នៃ តាម លទ្ធភាព ដែល អាច ធ្វើ ទៅ បាន ដោយ ប្រើ ធនធាន ធម្មជាតិ នឹង តិច បំផុត ដែរ បើ សិន ជា អត់ អភិវឌ្ឍ បើ សិន ជា អត់ ស្រូប យក ផល ពី ធនធាន ធម្មជាតិ នឹង ទេ គាត់ អាច យក អ្វី មក ច្នៃ បាន អញ្ចឹង គាត់ ច្នៃ តាម នឹង អស់ លទ្ធភាព ហើយ បាន គាត់ ចាប់ ដើម យក អញ្ចឹង ណា អញ្ចឹង តាម ប្រទេស នីមួយ ៗ យើង សង្កេត មើល ថា តើ ប្រទេស ណា ខ្លះ ដែល គាត់ ប្រើ ដូច ប្រទេស ដែល ល្បី រឿង ព្រេង រឿង អី នឹង សិត តែ ជា រឿង មួយ ដែល ល្អ ហើយ ជា គុណ សម្បត្តិ របស់ គេ ប៉ុន្តែ មិន ដឹង ថា តើ គេ ប្រើ ធនធាន នឹង កម្រិត ណា អា នេះ ជា យន្តការ ជា យុទ្ធសាស្ត្រ នៅ ក្នុង ការ អភិវឌ្ឍ ប្រទេស របស់ គេ ប្រកប តើ ដោយ ជារិភាព ថា តើ កម្រិត ណា ដែរ អា នឹង តើ យើង ស្វែង យល់ បន្ថែម ទៀត ប៉ុន្តែ សម្រាប់ ប្រទេស មួយ ចំនួន ដែល យើង ប្រើ ជា កលឹះ នៅ ក្នុង នោះ គឺ យើង ត្រូវ ប្រើ នេះ potential excessive potential use ត្រូវ ប្រើប្រាស់ ណា ធនធាន ធម្មជាតិ ដែល មាន ស្រាប់ នឹង ឲ្យ មាន សក្តានុ ពល នេះ growing population and industry grow also expert strong pressure នេះ រាល់ ការ ដែល ធ្វើ ឲ្យ មាន ការ រីក ចម្រើន ទៅ លើ សហគ្រាស ក៏ វា ជា កត្តា មួយ ដែល ធ្វើ ឲ្យ មាន សម្ពាធ ទៅ ដល់ បរិយាកាស ឬ ក៏ បរិស្ថាន ណា វា កាន់ តែ ធ្វើ ឲ្យ មាន ភាព ប្រទាញ ប្រទង់ គ្នា រវាង ធម្មជាតិ ជាមួយ នឹង សេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹង នៅ ក្នុង នេះ គេ បាន ផ្ដោត សំខាន់ ថា នៅ ក្នុង ពេល ដែល យើង អភិវឌ្ឍ ឧទាហរណ៍ យើង ជីក យក ប្រេង ជីក យក រ៉ែ នៅ ក្នុង ប្រទេស ដូច ជា អារ៉ាប៊ី សាអូឌីត ប្រទេស ដែល សម្បូរ ប្រេង ណា ប្រទេស ដែល ប្រុយណេ ប្រទេស អី ផ្សេង ផ្សេង ដែល គេ សម្បូរ ប្រេង គេ ជីក នៅ ពេល ដែល គេ បាន ផល ពី ប្រេង ពី ធម្មជាតិ ហ្នឹង វា ល្អ ដែល ធ្វើ ឲ្យ ប្រទេស គេ មាន ការ រីក ចម្រើន ដែល ធ្វើ ឲ្យ មាន ការ រីក ប្រជា ជន ក៏ មាន ផល ប្រយោជន៍ ក៏ ទទួល បាន សេដ្ឋកិច្ច ល្អ អញ្ចឹង សេដ្ឋកិច្ច នៃ ប្រទេស ហ្នឹង មាន ការ រីក ចម្រើន តែ ផ្ទុយ ទៅ វិញ វា ពី ប្រះ ចាក ពី ធម្មជាតិ អញ្ចឹង វា imbalance វា មានភាព ស្មើ គ្នា រវាង សេដ្ឋកិច្ច ជាមួយ នឹង ធនធាន ធម្មជាតិ ដែល មាន អញ្ចឹង ខណៈ ពេល ដែល យើង ប្រើ ធនធាន ធម្មជាតិ នឹង ដោយ មិន បាន ពិចារណា ធ្វើ ឲ្យ សេដ្ឋកិច្ច វា កើន ឡើង ល្អ ល្អ ខាង សេដ្ឋកិច្ច មាន ន័យ ថា យើង ព្យាយាម បូម លក់
vay sinh tế kinh bình tế miền cao thì chậm ràng tiền bình tế tiền bình chiều bớt tiền sống cùng bình tế tôi từ vĩnh phơi ở bắc bò là bắt bằng thoa một chiều từng ảo mà càng đặc sập tới sinh tế kinh càng là càng chẳng hay là cái nói cái gì imbalance between economic growth and natural resource conservation especially nè biodiversity case and forestry cho mọi người water resource mine and land nè chỉ bớt xét nó cứ bộ phết bộ bộ nè đây miền đôi chìa forest fishery water resource nè thuần thiên tắc cho mỗi nắng nè thuần thiên rái cho mỗi nắng đầy à tăng ảnh nắng đầy thư vừa ảo việc bắt bằng và tỏ bì chùm nói để yên bà bà dương vi nì dốt dương ạ phì vót dương cài chân này dương sổ tiên cho phá bì thò mà chết tăng ảnh nắng vì thư vừa ai xích được cái chân miền ca rì dùm ràng anh ấy chỉ riêng mỗi đời lõa đại dương thời kết bị chán nè và đáp tôi từ vĩnh vì vừa ấy bắt bằng từ lửa thom chết từ ngọn nung chẳng bờ tây môi chùm nô đây để khi nhóm bàn dây lương rương bờ tây ô xử lý cứ thôn thiên thom mà chết bảo viết cứ mần chừng này sốc chất miên lôi miên thạ về cá từ tinh bí bờ tây kì anh ấy cái ai thà cái pra thôn thiên này ở lạt tập hiểm hay thôn thiên này cái miên cứ cái chi diêm ọt pra cái tục ỏi côn trai chùm nón cái ỏi cái tục ỏi cả áp vọt nơi khả nạp đây và tiếp xem còn hỏi chân thôn thiên thông chết bảo quát còn ai lụa mình cần là miền cần là khẳng á chân còn ai dòng trái rồi có ọt bà bà nơi khẩn áp đi tục áo ấy bà bà nơi khẩn áp để ọt nắng nhảy bí thôn thiên thông chết nâng chân bà tê ô dữ lý còn đa lơ cô cà nè khai nhóm mình bán sao chứ đưa tờ lơ bà thaym tiết tế tờ lơ gold green grow bảo kế nè green policy bảo kế cùng toàn bàn sắc xa xoay nhiều lá thả tá Osley nâng còn bàn cầm nọt dạng mạch bàn tay còn là trong nội nâng mũi để ai trói top cho mũi nâng green growth sustainability dây bí ca chân này vật định nâng ca áp vọt bài green bảo vật thể Osley để còn được chất tổ tạ thật lơ thôn thiên thòm chết đã còn mình bảo còn chỉ giếm sốc chất tinh bị kế nè và sân chỉ sân tình kịch còn đầm nạ cả bán chân còn tinh bị kế vì vật thể để chất kháng bất tính bầm mũi và hay prapra nơi cái nạp pel ba chục bọn này chắc là pel mùi nè pel mùi để dân từ prá cứ dường từ kết từ lơ cả ta từng ở nâng hay chấm pua chấm nách bật to và chấm nách bật to cứ vậy pí to solve this problem nè nâng nâng introduction nâng cái vậy pí bẹp pon cái chấm mũi nâng cả ta này cá cái ta này cả áp vọt nâng đọc sài từ lời bản hà chẳng cả cả đọc sài từ lời bản hà này không chấm lại tìm mối nít cứ vẽ pon kia chấm mối nâng bật tay Campuchia thật ta bật tay Campuchia bảo dương nâng cứ cầm bông tay đầm na ca dạng mạnh nhé cầm bông tay đầm na ca dạng mạnh hai miếng cô đau không ca cướp cồn từ lời cướp khăn bả để than dạng đôi mặt đành làm bấy chiên từ rốt cả đặt sai bàn nhà hàng không phải bạn này không phải tây Campuchia phụ dưỡng rong chăm tịch nè cứ cùng tông tại phơ bị đổ và riêng phụ dưỡng hay tịch tiết bắt đầu bị hái cứ từ lẽ chỗ không group vậy cho rong chăm tịch nè hay dân ai phơi bán hay chăm pe tùm nê dân ai mơ cả bán này ngày ní phải chỉ ai cả là phải chỉ sam từ sai sập này tịch tiết từ video nâng chậm nè ok, chân cho đó chân nói tí pi bà chân nói tí pi này khả năng mê riêng bà chân nói tí pi này khả năng mê riêng cứ nỉ dạy pi crop khăn legal framework bọc bà thầy cầm bà chìa dường bà chân nỉ A law and regulation chân bẹ bọn nê chân mối nâng ca riêp chom bật than kể tệ dột play chấp bắp nâng ca tục skat nâng ca chô rung chùm này nâng khả năng bà nhà green chân nói tí mối cứ nỉ bàn cầm nọt bàn rất thầm nói cho bạp sẽ đầy bí này khi nông cho nằm mà bọn bọn cả bây law on environment protection and natural resource nè ca cho bạp nông ca ca bí tục sát thôn thiên thòm chết nè nâng bà đại thàn này khi nông cho nằm mà bọn bọn rối cả bọn mối law on protection area nè mà nơi chứ mắt này khi nông cho nằm bí bọn bọn bấy hay cho mối nâng biosafety này khi nông cho nằm mà bọn bí bọn bọn bấy bà này khi nông bí bọn bọn bấy
โอเคให้จะนัดไปต่อไปต่อบ่าจังแปะปอนนี่จำนวนหนึ่งล้อเนี่ย sub degree on EIA process นะครับท่านผู้บริหารการบุ๋มบุญกัมพูชาสระratify UNFCC นี่สัตว์เจี๊ยจำนวนในฉบับได้แปะปอนนี่จำนวนหนึ่งการตุบสกัดหนึ่ง legal framework บาปฏิกรรมจีเยื่อได้มีการอภิวัตกล่าวมา บ้านจะมีกิจสัญญาอีกเซ็งเซ็งกิจกองตราในขนมนี้โดย Global Green Growth Institute Agreement ในกิจปรมเปรียงในขนมกาในวิแปะปอนเฮจมวยพิเศษฐานขนมกาอ่ะผิวปอนนะพิภพโลกใบตองขนมป่าระบาดปฏิกรรมไปเชียงจังมีเมียนเฉินให้ในขนมมวยเทียดคือ Mekong Agreement อันนั้น Mekong Lang Chang ไอจะดำ จังแต่ขนมนกูเมียนกาอภิวัตน์นกากึดกู้แต่เลือกปฏิทานได้เก็บประดับสำคัญแต่เลือกกาอภิวัตน์ต่างอ่อนในหายทั่วอ่อยกากาปีให้ยังเมียนตั้งปีกากาปีแต่เลือกทนที่ตอมเจ็ดบังแต่เลยซาหรือก็แต่เลยเมกงได้เมียนเก็บปรมเปรียงประมาณประเทศจูรุ่มในขนมนั่งนักกู้สังขารตรุ่มแบบปอนในจมูกในหายในขนมนี้จะสั่ง ให้จะน้อยลำอัดในขนมนี้ผู้ยื่นสารจะได้ประทายนะกูเหมือนบ้านลำอัดตลอดจำนวนในการเก็บปลอมเปลี่ยนในมือหนึ่งมือเดียวหรือก็แปะปอนในจมูกนั้นอนุกรัฐหรือก็ประเทศจะกระเนี่ยสับดีกรีเนี่ยนะอนุกรัฐสไลปีการอภิวัตได้แปะปอนในจมูกนั้นการกาเปียนะอันนั้นสัตว์เมียนในขนมปฏิบัติในคำเชื่อเชื่อจะได้ที่ปีใหญ่ปีพอลิซีบ่าพอลิซีใหญ่รีเนี่ย ตามยุทธศาสตร์จัดการลำหนักการที่ใบในขนมจะล่าชนะมาปอนผมบุญแล้วปีปอนใบดับปีปอนดับใบดับปีปอนดับผมใบอันนั้นก็ในใหญ่ปีแปะปอนในเฉลิมเมืองยุทธศาสตร์ในขนมการเรียบจำนี่ใหญ่ปี National Policy on Green Growth เนี่ยโกนโยบายเชียดในขนมการอภิวัตน์เตลเอออาชีพการใบตองหรือก็ แหละขณะในปะปะยากาใบตองได้ยื่นเถิดเกิดแต่เลือกตั้งปีปาริธานนะตั้งปีอาชีพกรรม National Strategy Plan on Green Growth ในขนมชนะปีปอนดับใบดับปีปอนสามสับนี่แผนการยุทธศาสตร์เชียดขนมกาอภิวัตใบตองนะถึงอยากเปิลชนะปีปอนดับใบดับปีปอนสามสับอันนี้สัตว์เชียกรอบคันต่างอ่ะให้ต่างอ่ะนั่นคือยื่นอ่ะสวัสดิ์สัตว์สวายประทายนะมัน พวกกูเหมือนบ้านลมอัดได้เต้จังสังคมทายยื่นอ่ะสลายเรียบประทานเตี๋ยไทยนมีนอาศัยมันจีจราอันได้แปะปอนในจมูกนังการสลายเรียบภายในกรินแต่ตาน้องป่าระบาดปฏิกรรมไปเจียยันมีนกูได้ขนมกาอภิวัตอภิคลาให้ภายในอภิคลาได้แปะปอนจังนั้นขนมนั้นใหญ่ตั้งปีกระทรวงป่าระบาดประดาวสำคัญนั่นนะจังยื่นอ่ะศึกษาสวายยุโรปประทานเตี๋ยแปะปอนในจมูกนังกระทรวงป่าระบาดในขนมการตุบสกัด เลือกปัญหาในการล้างจูบิงบังตะเลซาหรือก็ปัญหาในการล้างได้ถือว่าปะป้อตะเลือกปะฐานรวมจังจึงอาจเมื่อบานโอเคบ่าให้จันทร์ที่ใบในใหญ่ปี climate change นะ climate change นี่การบ่มปลายปรูลอากาศเสียหรือก็บ่มร้ายบ่มปรูลพลาสติกจมูกนั้นการอภิวัตใบตอง climate change from เนี่ย Mitigation to adoption measure to part of Cambodia and grow focusing on coherent and balanced integration of economic, environmental, social and culture dimension into overall national development and plan and process. จึงแปะปอนเคลียร์จมูกนังกาอภิวัตหรือก็กาพลัดประตูอากาศเทียดคือตะบานบ่อสตุงก็จะภายในมุ้ยในกาประดาวสำคัญแต่เลิกกาอภิวัต ในกรีนดัมเบลเอาเมียนซัมมัตโตลเนียร์เวียงเศรษฐกิจนังปะยากะนะเศรษฐกิจจมวยนังปะยากะหรือก็ปะริธานนังไอสังคมวัปปะทอดัมเบลเชียนตะเราแผนกาอภิวัตจะหน่อยนังนะบ่าให้จะนัดไปต่อ climate change is to achieve green growth goal เนี่ยตามอีกอย่างตึกดาวในกาอภิวัต ตามอยากบำรายบำรุงอากาศเสียนั่นคือเรื่องสำคัญคือประเด็นสำคัญแต่เลอเธอไม่เอาการปฏิบัติบ้าน low carbon grow and develop เนี่ยResilient to climate change เนี่ยเรื่องในสำคัญคือการปฏิบัติคาร์บอนไดออกไซด์นะคาร์บอนไดออกไซด์นั่นไงได้ฝึกเอาไอ้ตึกได้บ่อยเยอะคือขณะไปได้ climate อากาศเสียปลายปลัวกันนะคลางๆๆๆเปลี่ยนมาปีปลายอยากกระปุลได้ฝึกเอา
ca áp bị vọt nắng căn tại đời xa ca áp bị vọt nắng vừa ở miền à paria cả pol carbon dioxide căn là tràn nhẫn vọt nước man này xem xem chân chỉ phải xét cứu sạc cam bộ sai bộ ấy hay à lời này đối thành là không bình nhẫn bản thân chỉ một tô rồi có mà số ba diện dân tương lai nào để tranh sai tràn thì tất khai tới chỉ chậm lại chứ na hay mình nè cứ kịch thời lớn năng hay mà chân non cứu cà pì chân non cài chiến còn là chi làn trên xài hạt xài nhà rột tam hạt xài nhà nó ngay giờ cả nóng giờ ngặt đắng á vì hoàn toàn bà bỏ lại ôi ngồi nè nè tam hạt xài lá nó nè nó ngay chỉ bà bàn hà nè xài lan xài tô khơi ta làn bạc tam lời nè anh nó đây chỉ chụp nói với để thưa ỏi bà bỏ hay bà bỏ tăng sau có biết bà bỏ thế anh bà giá cả tụ tới ok bà cho nói tiếp bây bà tỏ này Royal Government of Cambodia has placed a top priority on green growth with environmental sustainability as a call for achievement of Cambodia Millennium Goal នេះ នៅក្នុង ផែនការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងផែនការគោលដៅអភិវឌ្ឍសហសវត្ថរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏បានផ្ដោតយ៉ាងសំខាន់ជាអត្ថិភាពទៅលើការអភិវឌ្ឍបរិយាកាសប្រកបទៅដោយចេរភាពណាជាអត្ថភាពមួយក្នុងការអភិវឌ្ឍទៅលើ green នឹងឯងបាទហើយនឹងមួយទៀតគឺការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រអានេះជារឿងមួយដែលល្អវាទន្ទឹមនឹងការអភិវឌ្ឍឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនក៏វាប្រះចាកជាមួយនឹងការគិតគូរទៅលើបរិស្ថានខណៈពេលដែលយើងគិតគូរនៅពេលដែលដូចថានៅក្នុងព្រៃដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក៏ចាប់ផ្ដើមកាប់ព្រៃឈើរៀនព្រៃទន្ទ្រានព្រៃដើម្បីធ្វើដំណាំធ្វើកសិកម្មអានេះដែលជាចំណុចមួយដែលប្រះចាកពី green grow ទិសដៅ green grow អញ្ចឹង green grow គឺយើងដាំគឺយើងរក្សារាល់អ្វីដែលយើងមានហើយយើងកាត់បន្ថយប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអត់កាប់ធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនមានជីវភាពល្អធូរធារដែលគាត់ពិបាកក្នុងការរស់នៅនឹងគាត់មិនអាចប្រកបរបរកសិកម្មបានទេអញ្ចឹងអាពីរហ្នឹងវាប្រះចាកគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងទិសដៅក្នុងការអភិវឌ្ឍគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយជីវភាពហ្នឹងដែលគិតគូរទៅលើបរិស្ថានគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើសន្តិភាពសេដ្ឋកិច្ចនេះកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនេះហើយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រមានន័យថាធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងកាន់តែប្រសើរឡើងហើយក៏សមស្របជាមួយនឹងការគិតគូរទៅលើបរិស្ថានដែរចំណុចហ្នឹង Millennium Goal Millennium Development Goal ហ្នឹងគោលដៅអភិវឌ្ឍសហសវត្ថโอเคចូលដល់ចំណុចទី2នេះ Green Grow Institution has been established នេះវិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍបៃតងត្រូវបានបង្កើតឡើងដែលជានៅក្នុងនោះហៅកាត់ថា NCGCGG នេះ National Council on Green Grow នេះដែលស្ថិតនៅ General Secretary for Green Grow នេះដែលរដ្ឋលេខាធិការនេះដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរដ្ឋលេខាធិការសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍបៃតងនេះអាចហៅកាត់ថា GSGG នៅក្នុងឆ្នាំ2012អញ្ចឹងរដ្ឋស្ថាប័ននេះគឺបង្កើតឡើងដើម្បីរៀបចំគោលការណ៍និង policy ដើម្បីពិនិត្យនិងរៀបចំធ្វើការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនឹងឯងអូខេនេះ creating mechanism on green grow ចឹងតាមរយៈក្រមប្រឹក្សានិងវិទ្យាស្ថានដែលគេបង្កើតឡើងនោះគឺគេបានដាក់ទិសដៅនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធដូចខាងក្រោម NCGG GSGG នៅក្នុងស្ថាប័នទាំងពីរហ្នឹងដែលនៅក្រោមបង្គាប់ណា GSCC ហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្រោមចំពោះរដ្ឋលេខាធិការមួយនៅក្នុងមួយនៅអគ្គមួយរអមួយជាក្រមប្រឹក្សាមួយជាក្រមប្រឹក្សាមួយទៀតជារដ្ឋលេខាធិការជា General Secretary for Green Grow នេះឯងអញ្ចឹងពីរហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធតែមួយដែលស្ថិតនៅក្រោមនេះស្ថាប័ននឹងឯងអូខេអញ្ចឹងស្ថាប័ននេះមានប្រមាណ divide មាន4 division of admin and finance នេះមាន admin finance មានន័យថាចាប់ផ្ដើមរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងទៅថាតើមានកញ្ចប់លុយមកពីណារត់ដំណើរការយ៉ាងម៉េច green environment and natural resource នេះ
ពាក់ព័ន្ធគ្នាជាមួយនឹងបរិស្ថានជាមួយនឹងធនធានធម្មជាតិមួយទៀត Green Economic Investment ការវិនិយោគនិងសេដ្ឋកិច្ចឲ្យវាវិញ Green នេះ Evaluation and Monitoring នេះ Monitoring and Evaluation នេះផ្នែកត្រួតពិនិត្យនិងវិនិច្ឆ័យអញ្ចឹង Division ចំនួន 4 នេះវាបានធ្វើការជាមួយគ្នាហើយនេះជាអ្នក Control នេះជាអ្នកអនុវត្តបន្តហើយដើរលើមធ្យោបាយ 2 អញ្ចឹង cất cù từ lời bài than cất cù từ lời xét cách những cả bị vọt ní pì nắng tâm cái này chẳng rương nắng với việt đa lời tập pì ấy từ mối human resource natural resource tí pì cứ bẹp con cho mới nắng xét cách nè chẳng bớt dân chỉ dân vi nị dục cụ thể là ban vi nị dục mùi dân trăng vi nị dục chẳng là pì để dân vi nị dục chấp đàm cất cù từ lời bài than nè bây giờ mình ban bẩm plan thom chuyện này khăn nó có dương ban phơi sạc cam phim môi chủng nốt này phơi papo này chứ nơi p để dương viên này vô phơi sạc cam phim sẽ kể chạy xem xét phơi áo papo bạn này bà bởi dương than đây nữa đây tùm nế bà bởi đây tùm nế dương tại chị qua cai phơi sang sang ở à kia phơi ca viên này vô phơi ca bị vọt đấy nó có viết phơi papo từ lớp thòm chết này mà còn là papo vì miên cầm rắn hay để dương ai thử phơi hay việc và xa chiến tục đây tùm nế à nắng nắng về chỉ riêng môi đại dương thử viên dụng chẳng hay không nít vì thôi mấy từ đại bỏ kế cứ đầm bay ở bình lân rồi viên new natural resource chỉ môi nắng economy này chỉ môi nắng sệt cái nắng từ đại đại kế pra từ lơ một số bài chẳng pi này một số bài chẳng pi nít cứ viết bình lân khnì à ai bật pi nắng im bình lân à vì vót clang pe thôi sệt cái về ri chậm ran chỉ riêng lọ vận tải việc bật băng từ lơ vì bắt bóng nâng bắt bó tờ lửa bạc thàn khăn tép tùy tờ vinh bật sân thì dân ớt kết bì rương dân kết tờ rơ rương bạc thàn khăn bếch vì thua ở dân bắt bóng xích tờ kích dân ơn thôi anh nâng ở đây chưa bởi dân dạy xâm mánh cái thà khăn nếp bởi dân kết bì thòm chết cái hai thà bồ ra này dùng bồ ra này dùng thế rồi có nó bê để dân kết hơi dân thua hay vì trôi về chứ na những cái thể ắt với khai khôi khai bắt bỏ thòm chuyện chẳng vì thưa ở dưỡng bắt bằng thưa ở dưỡng cây cỏ chẳng riêng pi nó cứ tự đa tình tâm kia bây dân thưa đầm bay chọn ở xin được cây can là đi chậm rãi có dưỡng thể kết cứu từ lứa bài than đang đầm bay cầm mỏi việc bắt bỏ bởi thân giờ việc bắt bỏ tịch tam đại thưa tập bàn chẳng được khi tận đá lại cứu lực lang giấy bẹp con nia chùm mũi nến thôn thiên thòm chuyện chứng thôn thiên thòm chuyện là không bật tay cam bị chết là không bật tay xử lý để kế phá kế mình ban chỉ vô kế mình ban chân này ấy phơi ấy bỏ bỏ từ lửa thòm chết đấy bà rồi có kế áp vật bật tay là không làm món áp vật cống là đang chỉ riêng môi để dân thời đã vừa ai chia viêm rồi thế bàn tay thòm chuyện thôn thiên thòm chuyện chia bị sai cứ rải rải thôn thiên thòm chuyện xem xem thằng ở đó bỏ bật tay xử lý cứ khang ô xử lý mình chi diêm do thế cứ chi diêm đòi prapra thôn thiên là thằng cào đại do máu cột cung nông bát tê chẳng ấy nằng chờ nói nắng đại dương ai thừa bàn miền ấy thay dương bị vót bát tê thừa bát tê miền sơn được cái chiên cà ri chấm rán mình đại dương mình chi diêm do thế bà nằng dương mình chi diêm do bởi dương miền lát tập hiệp ai tinh bị kê bán nhường tình ai chờ nói nắng đại dương thừa ấy việc bản lên rồi việc sơn được cái chùm mùi nắng natural resource OK. Chân lách tiếp bốn National Grow a Green Grow Roadmap này. Nè, vẽ pon này cho mỗi nâng tức đại cái nông cả áp bị vọt chiết rồi bao áp bị vọt bài chiết chiết bài tòng như thế. Access to water resource management and nè sanitation anh làm máy cho mỗi nâng cả các loại thôn thiên thòm chiết nâng ở miền và rất hiệp. Access to food security nè vẽ pon này cho mỗi nâng các số vật thực phẩm à ha nó có vẻ phòn này anh nắn chemical product anh này đại còn là than nó bây để dân kết lơ cả sự cắm bài sợi riêng vì ban chui chua rum chấm nải mùi này chua rum chấm nải trong cả tục cắt ha bao gồm tới đây số vật thực phẩm miền này thay dân ăn prakimi chán nhưng ăn prachit pol chán thưa vợ dân từ tu ban phật lọ access to sustainable land use เนี่ย การปรับปรับได้ประกอบตะดอยการปรับปรับได้ประกอบตะดอยเจริญภาพในตำบลประเทศออสเตรเลีย
để nhóm sân kết khớ nhảy rồi ô xử lý để quạt rơ bộ rơ và chi bộ rọt bộ tê xinh xinh để ai đã thay chi bộ lọc có từ bầm ra đấy từ bầm ra ấy xinh xinh nhưng nó cứ kế kế riêng trong tư đa nó cả áp vọt bộ tê tam đồng bọn đồng bọn ná để bộ miên mà nụ tờ ru nới kì lược tạc chật ai bộ lọc có tật phở lược tạc chật ai xã cửa nó cháy vì nụ dục tự phở ca nghĩa rô xì nên nó bọn mùi mùi thưa cả sĩ cảm thưa em xin trên cái lực tập chặt đói hãy rơ bộ lọc cỏ hay bởi sân chìa chân chết ô xử lý sót tại một đó cứ quạt mình thật vừa để mùi dùm nổ đó nè chẳng bởi tế đồ tay để quạt miên sân chết ô xử lý hay quạt miên sân nông ca ạ à, vì vọt nông ca thưa chỉ chìa cám cứ quạt à bì nì dục nơi nông đồng bọn bàn anh ấy cứ ca pra đầy chẳng đây tùm nế nâng đây đà mình toàn miễn kê chạp đàm kết tờ bì cha nè liệp chóng dụt xa làm bấy ao bị chia bỏ từ ruộng nơi chẳng đồng bằng để cây mình sơ miên để miên ca lủng bạc trong ca ruộng nơi cây lược tất chết ao từ nhá chắc bộ lọc có mai môi chùm luôn để quạt chênh tại thưa ca nơi bờ tây Australia để quạt đã sna sông tới cứ quạt tại thưa ca bộ về khác khi lủng bạc lại nắng cây sna sông ao tới đồng bằng đang tạm đó cứ ăn miên chùm rồi ta để dân group lại khăn xem trong ca ruộng nơi anh xem xét bản riêng ai miên sứt sna sông chênh pi đồng bằng nắng access to re Newable energy and energy energy efficiency เนี่ย ការប្រើប្រាស់ទៅលើធម្មពលនិងការច្នៃប្រឌិតនិងការប្រើប្រាស់ធម្មពលប្រកបទៅដោយ ប្រសិទ្ធភាព access to information and technology and knowledge เนี่ย ចាប់ផ្ដើមប្រមាយប្រមូលព័ត៌មាននិងចំណេះដឹង ហើយ access to means for better mobility เนี่ย access to finance and investment เนี่ย cho nói đề để thử phơi cả vì nội dốt cho mọi năng hệ rành thuận năng ai ok chân riêng bẹp pon này cho mọi năng ca road map nó không cả áp vượt nó sắp tới chỉ riêng mối để cái áp vượt tới thà ta đầm nà ca đào nà lên nói năng dương tam đa report kịp to ba ok hai chân nói tiếp bốn này kia này vậy road map nó cứ thẹn bẹp pon này cho mọi năng vô thời gian này national green growth road map cái bàn bằng hai như này ba bàn bằng hai này năng thì mọi năng có dùng bài tháng này green growth cho mọi năng ES escape escape ba ang ka piphop lok ang ka krai ratha bal na kot chou ruom chmuoy ning kasuong paithan all of these have been integrated into the national green growth policy and strategy na trol chumnoch dae ban banghai ni keu do srang chen pi a national green growth road map ning ai ba samrap prateh kampuchea jeung okay chumnoch ti 5 ba chumnoch ti 5 niyai pi National Policy on Green Growth đại đó. Và the National Policy on Green Growth was approved by RGC và Rattabal Prateh Kampuchea Jeung nè, Royal Government of Cambodia on March 1st March 13. Ok, chẳng cô đau áp về vọt bạch tòn cô nhu bài bật chết nè, nên cả áp về vọt bạch tòn tại bàn ăn nhà nâng ăn ở mặt được nóng chứ nắm bì quan đập bầy nè đại rót thả bà tây cam chiêu và dương hay là khi nó miền ấy policy in investigate try balance nè thưa mấy chị em ở balance từ lời cả về vật sự tích cho mình năng environment nè thực đại và dương đẹp đỡ nè chấn việc pracha vậy tới cứ việc pracha phần tái à vậy đại dương đặt tầm khăn lúc cứ sự tích cái cơ ri chấm rán thò một chuyện thôn thiên thò một chuyện là phải tháng có vì nơi để xa bàn về du vòng vài nhà nó ngạc đại dương thể kịch chứng tức đau được nó cả vọt chết nâng cứ chẳng ỏi vì miền bẩn lần miền xa mà to là riêng cả vì vọt sự thể kịch cơ đôi chứa thôn thiên thòm chết đang sân cốm bọc bà thòa nè sân cốm bọc bà thòa ok nè Royal Government of Cambodia National of Policy on Green Growth nè the Council of Minister on ngay thì bạn này nè approve bài nè chân miền OE nè Ministry of Environment cho mình nè NCGC nè cái nào cam cam mà nhớ nè cái nhóm anh mình ngay nè cái slide môn nè giấy pí NCGC cho mình nè NGSGG vậy đó nè nè policy aim to enhance nè goal yếu bài cô bầm non này cô nội bái cứ đầm bay bùng rừng well being livelihood of all people in harmonization with nè
ecology safety through côn dụng bán cứ đầm bay bồng rừng là cá nông cá rùa nơi bờ chạm thay chi phía bờ chi phốn nông cá cắt bạch thoi cá cua thân ái xem xem để thưa ấy bà bòn này câu lưu gì cắn tại miền bắc tập hiệp chân là nông nô miền ấy green grow nè green economic blue economic nè environment protection social safety net system nè bà bòn nông cá cá bà bòn nông mình đang nông cá thưa ấy sùng cúm miền sầm mặt tập hiệp này unhold national culture identity này unhold uphold nè chứng từng anh ấy sát đại chi chấm nói đại dương tây tây bị chặt nè nước non cái đại dương green growth vừa ở roll pành hà này cả kết này non cầm đất nước non cả vừa ở vài mối bao gồm từ green và toàn mặt tiết vừa ở green từ economic tiết nè economy tiết hay mối tiết blue economy tiết nè mình thầm green này blue tiết nè ok này dựa sao đại dương prao này in order to achieve này chi chi goal aim strategy are follow riêng đây sầm khăn này khăn ca pivot từ lời green grow goal này chi thằng bấy bà chi thằng bấy nó cứ tìm môi nè national collaboration and collaboration internal ca pivot nâng dạ bật bật cá ai ban tự lùm tự lấy này không thà chết này thà ăn trả chết tiếp đi study research and data analyze chấp đam sắc xa sau chưa đến nâng bị phía tự lời tên là nấy để bẻ bọn chung vĩnh bánh hà green grow cho nên tiếp buồn này harmonize grow này economic sustainable and culture chấm nói này thưa ai miền cả cận cư tự lời bài tháng thưa ai grow green can grow economic go grow society go grow and culture cho nên thì buôn giấy pí thôn thiên thom mà chuyện thôn thiên mình nu bà cả ạ vì vật thôn thiên mình nu miền này thái dương tây tây phần đó phần nát cầm đất mình nu bẹp con cho mùi nên green grow nó ngày bàn cho ra miền này thái mình nu tu tới mua chùm nón mình và cắt đặt con cho chết được đại từ lớp bảy tháng đây còn thử kết cu từ lớp bảy tháng đây nè này khác còn mình và cắt đặt vô lên phần đó cần lưu nó non cá thứ non cả ạ vì vật dương thể kết cu hai dương phần đó thôn thiên nó ngồi căn tại và xả làng đôi kho để dân bàn phơ nó cứ để dân cầm bông để riêng nó cứ chia kho mỗi cứ chia sạc cầm một phim mỗi này human resource development này miền này ta tự đai trong cả bị vọt thôn thiên mà nuôi dưỡng ở vô đăng pi này bà đại thanh ngoài bán tràn trong cả bị vọt ok cho nên bắt đầu sustainable green technology development này cả bị vọt green nó bao gồm từ đó technology nè ở miền tây phía ok chẳng buồn cho nói này anh bà cho nó tiệm phẩm muối national tận đại hiện giờ vậy mà đó nè council of minister được kia national strategic plan đã tông cho mỗi năng goal tự thống hay năng plan để khả năng khả năng people đập bay đập people sản sập RGC approve được khả năng này strategic goal need to be improve green grow by focusing on nè strategic direction include nè xin lại slide include đấy là nè include pram cho nói bấm bốn cho nói nè bấm bốn cho nói cái năng nắng và tí mối green investment green job creation nè green investment and green job creation nè cho nên tí mối đại lượng là làm khăn từ lời green grow nó do đặc sắc chiết pan ca do đặc sắc chiết năng ca vì vót cứ win yok từ lời achievement bài toán invest từ lời chiêu cầm bài toán nè và cao từ lời ca nghe đã bẹp pon nè chuẩn mới nắng bằng hàng green job green economic management and balance with environment nè phơi ao sệt cái ca cung cấp sệt cái ao miền ao bài toán hai vía sao mà to nè chuẩn mới nắng bạc đi than hay cho nó chỉ bay blue economic development sustainable nè ca áp vật sệt cái Q miền này ta sắm đáy từ lơ cả về vật sệt từ kích và có từ đáy chơi được phép để vừa ao ấy sệt từ kích những đầm ná ca dạng rồi luôn nè vùng miền chặt từ bộ từ lơ bảy thàn green environment and natural resource management nè ca ạ về vật những cột cống từ lơ bảy hà bảy thàn cho mọi những thôn thiên thom chiến human resource development nè sắt ta chỉ cần lưu nó không cả ạ vì vọt nó không dụt sạc năng ai nhìn môi anh sắt ta chỉ cần tiếp để kết phương nè
hay được nhóm ăn dậy mánh như mình resort nó cứ chia rương muối đại dương thời bắt đầu bắt đầu thì sắp dương ở dồn ở xoay dồn bị rương bà lịch thàng ở chết đằng hay sự mẹp dương tu tới nước nông mê riêng và tốt dương nâng dây bì nè green investment cho mình green job creation ta dương bà cát dương mình nè bà cho nói tiếp bà mối nè effective green in technology management mà cho nói tiếp bà mối promotion of green social safety system nè sách trái chia sẽ cầm một phép đại dương và đọc xong khăn từ lỡ cả áp dụng vọt chẳng à tặng ọ nè tam là dạ khi cần sập tặng ọ khi cần sập chia plan strategic tặng ọ nè cứ dương ai bà cát bàn nè tới chỉ dụt ra sạc nông cả áp dụng vọt bà tê tới chỉ dụt ra sạc nông cả áp dụng vọt ai xinh xinh bàn cho ra mình tên bà chẳng nâng nè cụ sẵn khai bàn nè hay chạm rộng chạm chụp nè nâng nông mê rin tí bí video tí bí ná chẳng cụ sẵn khai trăm chùm nói tí bàm bốn slide tí hà sạp bí bà slide tí hà sạp bí chẳng rộng chạm chụp nè nâng nông mê rin tí bầy ní hay slide bà tọp video bà tọp ná.